vô đen luôn. Ui nóng. Biết bao lâu. Lên luôn thôi, chắc gì hồi nướng từ từ đi. Nướng từ từ mà nó lâu chứ. Lắm. Nếu như cái kênh này được nhiều đăng ký thì mình sẽ học kênh khác nha. Đúng lắm. Lộn. Có nhiều đăng ký mà sẽ làm những hướng khách khác nha. Cứ việc rồi, bé vô sữa à. Mềm chưa? Bóng bóng á, mềm mới được. Ăn luôn hả vậy? Ok. Ăn từng bã mấy trái chín này. Gãy nhánh hết chưa? Bé không? Rồi. Có nhiều trái quá. Đứng chưa? Chưa chín. Cái trái này chưa chín đâu. Thôi, trái chín mềm luôn. Đi. Thấy không? Đây nữa nè, gãy nhánh nè. Đi, đi đắng, xíu hết bé nữa. Hồi lửa chín chưa, nướng tôm. Để trong dĩa đó đi. Được rồi, dưa. Đó, đâu cháy à. Dĩa nướng đâu. Thấy không, chắc lên được rồi đó. Thả lên, thả lên. Lần lên ra đăng ký rồi vô ký kênh hả? Hả, bấm chuông rồi vô ký kênh ủng hộ gì không? Đúng rồi. Wow, đẩy lên hết luôn nha. Đúng rồi. Thôi để từ từ thôi. Đây nè, trên nữa này mới thấy nè. Tại này là động đất nó hơi bị xù xù á, cho nên quay hơi bị cung nhá. Lên trên nữa nè. Rồi tắt luôn hay gì rồi? Chưa. Dạ, nóng. Nóng thiệt hả? Tôm mình cũng cạn luôn hay gì rồi? Cũng rồi. Cái bà đó đó. Ừ. Ăn ngọt không? Không. Quay bánh. Thấy không? Nguyên một bãi luôn. Nhìn nó kìa, xịt kìa. Vô lại lụm với hết. Được mà. Được không? Được. Nhưng mà phải đặt trước á. Nó vàng thế đi. Vàng hết luôn nha. Ok rồi. Được không? Đó. Ăn chua mới ngon. Thanh gắt muối, gắt nhiều rồi. Con này đây. Chắc cũng sắp chín rồi đó. Cái con này nè. Nó sắp khét rồi nè. Cái đầu này chưa, nó chưa có chín ở ngoài cái cằn. Không, cái con không có cằn á. Chà, thơm ghê. Thơm chưa? Thơm chưa. Muốn tắt lửa luôn hay gì rồi? Chưa đâu. Vì thấy đám ngò trước à. Ừ. Ngò ký, ngò ký. Ngò rất là ngon. Ê, lên bông luôn nè. Bạn nào muốn mua ngò thì mình sẽ bán cho. Bán vậy? Ngò bó. Thì chưa đói bụng chưa? Chưa. Ừ. Chừng nào tôm chín mới đói chứ. Nhổ gào ở dưới quê đó. Bữa nào mình bắt cá cho.
một cá, một nhện con. Thôi giờ thuận cái chén muối đi. Chính là lụm. Chén muối thần thánh đây. Đâu? Vậy chén chén muối thần thánh hả? Đúng rồi. Đói chưa? Thì đợi tôm chín mới đói. Chín chưa chín nữa đói. Nè. Không chín sao mà ăn? Dạ, nóng. Bây giờ đói chưa? Thơm gan giả phân chưa chưa chưa. Kìa. Coi chừng nó lật xuống nó luôn đó. Ăn nổi không? 6 ngày 6 đêm. Nổi chứ. Ngày 1 ký, 6 ký rồi ăn nổi không? Đi gặp tôm ngán luôn. Sợ ăn tôm. Thu hoạch rau. Cải xà lách. Nhớ quay như tao á cô ơi, biết ai ăn. Con ăn mà, hồi hồi con ăn mà. Xíu tính. Thì ăn trên lò luôn hả sao? Mình ăn vô dễ đi chứ nó có hâm mỹ xíu. Quá ngon luôn. Thấy chưa? Gì không? Thả lên, thả lên. Nướng ngọt càng ngọt hết luôn. Nóng không? Quay nóng. Con tôm không đi. Nóng không? Chứ quay cảnh múc băng hả? Đúng rồi. Giữa đồng. Chẳng chứ chín đâu. Thì ăn hí đi. Càng luôn rồi. Ăn đi. Quá nóng rồi. Thơm quá. Thơm nứt cái mũi luôn. Okay luôn. Bây giờ mình ăn mấy cái này trước đi. Giờ thử không? Thôi. Thử không đọc đi. Thôi. Con này ngon. Thôi điện thoại mời ăn mới được nha. Hết chưa? Chưa rõ. Bên ngoài ta đạp chết. Đạp của người ta nói á. Ăn tôm hùm gì cánh ga gì đó hả? Tôm hùm Alaska. Tôm hùm bông. Tôm hùm bay bay. Mèo lắm. Này tôm ruộng. Quay đây nè. Nguyên này là cái tôm biết. Tôm con tôm cái này nó lạ lắm nha. Chín rồi đó. Này tôm hùm hả? Con tôm cũng là tôm xong, nhưng mà nó lạ lắm. Người ta nướng thì người ta nướng rất là đỏ. Nướng như vậy. Dạ. Mình nướng thì nó hơi bị đen nha. Anh về nướng thôi, quay tôm chở thèm hả? Thèm chứ. Đói chưa? Đói xoài. Sau gì nữa tiếng chờ đợi hả? Cánh đồng quan hả? Dưới quê ngoài đồng. Quay lại đó, coi nè. Quá trời luôn. Quá trời mát luôn nè mọi người ơi, mọi người. Sao vậy? Sói kìa mọi người. Nè con này nó xỉu rồi nè. Nó bị sỏi bọt rồi nè. Thấy không? Chẳng nữa làm caramel luôn nha. Thôi. Được không? Thôi. Caramel. Không có rảnh đâu mà làm. Hả? Không có rảnh đâu mà làm. Chứ làm gì mà không rảnh? Chứ là đi ăn uống gì không không chịu nữa. Chứ không lẽ con ngồi quay. Sao ngồi quay đi ta ăn. Ôi kìa á. Sao? Không chịu đâu. Quay đi ta ăn xong rồi hết nhiệm vụ. Muốn quay không muốn ăn đâu. Quay nhiều. Quay nhiêu ngày? Dính con tay nè. Quay nhiêu con ngày? Ngày biết quay có tiền được nè. YouTube. Biết nào có quay chơi bỏ thí gì có đâu. Yeah. Ngồi lên chảnh luôn bây giờ. Không có ngồi được đâu quen. Nó thật là ngon. Nó nắng. Mình lẫn nhìn nhiều chứ coi. Lên. Nóng lắm. Vô dĩa lại đi, vô dĩa. Cầm đi. Ngon quá. Đi rồi, vô. Tôi nhìn vô đây không nhìn đường té nữa nè. Dạ. Đây không nhìn dưới đất rồi đi. Thấy thấy dưới luôn hả vậy? Kệ luôn. Thả lên đi. Ui. Đây đây, quay xa giá. Dũng hết rồi. Rồi xong lên. Xong rồi luôn. Đen luôn. Nè, cầm quay lên. Đi luôn, thấy luôn. Chụp hình không?
Chụp hình không? Rồi. Chụp hình không? Ăn đi, chụp hoài mệt quá. Đây. Ăn cái thôi, uống nước nữa không? Không. Rồi bay luôn chứ sao vậy?